Hey, con phải đi luôn, mà đi luôn không phải. Đi. Chú rể. Ăn cơm mày đi. Dạ, chú chào. Ủa chứ nó nhiều mà con đi con sớm rồi. 12 giờ đi ăn cơm. Chưa về à? À về cơm rồi hả? Dạ. Về ba thẻ rồi. Rất là lịch sự, rất là đẹp luôn. Đây, màu cận cảnh cho cả nhà xem. Chiếc áo mà chuẩn bị mở bán vào ngày 26 tháng 5 này của Kamito. Đây là chiếc áo mà câu lạc bộ FB Băng Hoàng Gia Lai họ mặc ở các trận đấu gần đây nhất. Và đang có chuỗi phong độ khá tốt với 9 trận bất bại. Đó. Mở nhãn chai ngay, tinh hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Hello, Vlog Ngoại Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Tối ngày hôm qua thì chúng ta đã được thưởng thức một trận đấu rất là hay, hấp dẫn và thú vị giữa câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai và Thép Xanh Nam Định. Tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện của cả hai đội trong cái trận đấu mà có thể nói là có rất là nhiều những cái toan tính của cả Thép Xanh Nam Định, đội đang dẫn đầu cuộc đua vô địch. Và với LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, đó là cuộc chiến trụ hạng. Một điểm có được ở trận đấu ngày hôm qua giúp cho Thép Xanh Nam Định tiếp tục có một cái khoảng cách tương đối là an toàn, 8 điểm so với đội đang bám đuổi ở phía sau là Công an Hà Nội hay là BKMX Bình Dương, Maryland, Quy Nhơn, Bình Định. Tuy nhiên, có một cái thông tin vừa khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy rất là bất ngờ. Đó là vào trưa ngày hôm nay, huấn luyện viên câu lạc bộ Công an Hà Nội anh Kiatisak đã thông báo từ chức. Zico Thái sẽ quay trở về lại Thái Lan nghỉ ngơi. Và chặng đường tiếp theo của Công an Hà Nội nhiều khả năng sẽ giao cho huấn luyện viên Trần Tiến Đại tiếp quản. Còn câu chuyện tiếp theo của anh Zico sẽ là như thế nào? Liệu huấn luyện viên Zico có quay trở lại với Hoàng Anh Gia Lai ở đây hay không? Thì chúng ta sẽ cùng chờ trong một cái thời gian tới đây. Còn lúc này đây thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và các cầu thủ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ tiếp tục cố gắng cho cái cuộc đua trụ hạng ở mùa giải 2023-2024 này. Bây giờ thì không để cho quý khán giả phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với một ngày của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ như thế nào nhé. Và mời cả nhà cùng theo dõi. Hoa, toàn hoa và hoa. Ô, Bùi Tiến Dũng kìa. Em ơi, Vương đó, lấy chữ ký cho ta. Anh nhờ lấy chữ ký. Lấy chữ ký của em á, đợi anh xíu đi, anh lấy cái áo đó. Ôi. À. Giường kế bên không có bạn nào. Mày ở gì mà nhìn. Thôi. Mai mốt mà mua nhà ở Sài Gòn xong rồi kiểu gì cũng chị Hải Anh ơi qua dọn trước khi về. Dọn giùm em cái nhà. Đây là Lee Chong Wei, Lim Dan, phiên bản Gia Lai. Sao
sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Khán giả của trận cầu lịch sử. Đổi sân luôn hả, chuyên nghiệp dữ vậy hả? Gì có vụ ba chạm nữa, làm cho bóng chuyền nha. Hay. Hay, trời. Đâu đâu đâu. Khổ lắm. Khổ lắm Tài ơi, các bạn hay lắm. Anh để cho ông Vương ở phòng em đấy. Thế bây giờ em ở phòng của Toàn với Phượng ngày xưa, em cảm thấy như thế nào hả Tài? Em thiết kế lại rồi đấy. Đẹp ha. Hồi trước anh ở đây mà. Hồi trước anh Toàn nó kêu anh vào đây ngủ mà. Phòng Toàn nó tồn lại di sản em lọc hết rồi. Bây giờ... có bao nhiêu là gỡ ra hết rồi hả? Được. Nhưng mà phòng em công nhận là sạch sẽ hơn phòng của thằng Trần Minh Vương rất là nhiều luôn. Công nhận. Được cái ở dơ là được. Tức là đụng vào cái gì cũng có thể lấy được liền hả? Hay quá. Ôi. Hình ảnh thật quen thuộc. Bỏ chạy luôn. Anh ở phòng trên lầu hả? Nay mình sẽ lên phòng của anh Quốc Việt. Mình chôm một số cái áo. Lâu lắm em không lên khu này á. Hồi trước em ở dưới này nè. Ồ, cái sân tennis giờ để vậy luôn á hả? Không ai chơi nữa. Ồ, cỏ mọc. Ồ, cái máy in nè, hay nè. Đó. Cần hình ảnh thực tế của những chiếc áo chuẩn bị mở bán vào ngày 26 tháng 5 tới. View đẹp, view đẹp. Hình ảnh thật quen thuộc. Hình như ta thấy nó ở đâu rồi. Nghe cái phòng kinh doanh của Camito là mở bán. Dạ. Thật sự là cái sản phẩm này nó làm thêm cho đội bóng thôi. Ừ. Đấy. Mà riêng Hòa Nhà Lai chỉ có móc này nha các bạn nha. Móc này chỉ có Hòa Nhà Lai có thôi. À.
rất là lịch sự, rất là đẹp luôn. Đây, màu cận cảnh cho cả nhà xem. Chiếc áo mà chuẩn bị mở bán vào ngày 26 tháng 5 này của Kamito. Đây là chiếc áo mà câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai họ mặc ở các trận đấu gần đây nhất. Và đang có chuỗi phong độ khá tốt với 9 trận bất bại. Đó. Quý khán giả nào mà đặt mua sản phẩm thì nếu mà muốn in thì có thể là in tên và số ở phía sau nếu như yêu thích. Còn phía trước là sẽ có như thế này. À còn cái logo của nhà tài trợ nữa thôi, cái gì? Logo giải nữa, ai thích là in ở hai bên tay nữa thôi. Đó. Dạ. Yeah. Đó, đây là màu vàng nha. Rồi. Mình bỏ màu vàng nữa nha. Dạ. Bỏ xuống đây. Tiếp đến có thể. Đây là màu xanh, màu này đang được chờ đợi. Đây, màu mới nữa này. Đấy, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đàng hoàng. Dễ hình dung. Đây, bạn này đây. Cái áo kia thì cái size nó to quá, áo size nhỏ. Đó. Chất liệu. Cái này là thêu lên luôn anh nhỉ? Thêu luôn cho nên là không thể gỡ ra được. Đấy, rất là chắc chắn. Hoa văn ở phía sau. Và áo rất là thoáng mát nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy. Hoa văn nhìn rất là đẹp. Rồi, hai chiếc áo. Rồi đến chiếc áo màu trắng. Ủa nhưng mà cuối cùng bây giờ là thống nhất màu nào là sân nhà chưa anh? Việc mà sân nhà sân khách thì đã đăng ký trên VIP rồi, thì cũng tùy theo cái đối tượng mình gặp thôi. Cái việc này thì đăng ký VIP trên giải rồi. Cái này thì chung mà màu nào hơn thì cứ mặc vào thân nhà. Đây màu trắng mà sang hơi to quá, cái này là 3XL. 3XL. Này chắc phải 90kg mặc vẫn được. Mình sẽ cái áo này dùng nó không có cái lắm, để mình sẽ lấy cái áo size M. Sao review vậy được. Chất liệu vải và hoa văn cả nhà có thể thấy rõ. Đây là mặt sau. Logo được thêu vào rồi cả nhà. Này là in luôn rồi, xong in luôn, nó in sẵn rồi. In sẵn hết rồi. Cái này cũng không phải là đề can nha cả nhà, cái này là in sẵn hết rồi. Phần trước của cái... Cho nên là mặt rất là dễ chịu, không bị cấn, không bị gì cả. Không gây khó chịu. Phần trước này thì hiện tại là Kamito đang làm việc với câu bộ là in sẵn rồi. Dạ. In sẵn. Cái móc này không bán nha. Không bán cái móc. Đây là chiếc áo màu đỏ. Chiếc áo thủ môn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mặc trong những ngày thi đấu vừa qua và Dũng đang thể hiện rất là ấn tượng. Và người góp công không nhỏ để mang lại hình ảnh Bùi Tiến Dũng của Thường Châu chính là người đang review áo ở đây, anh Quốc Việt. Đây các bạn nhé. Đây. Áo mà Bùi Tiến Dũng quá đẹp. Đó, cả nhà có thể thấy. Tất cả đều được in. Phía sau này thì chưa có tên. Dạ đúng chưa rồi. Chưa có tên chưa gì hết. Cái áo. Đây là màu áo thứ tư. Sẽ mở bán vào ngày 26 tháng 5. Với giá là 499.000 cho một chiếc áo này. Đây, ở đây. Quý khán giả đặt qua vlog ngoài đường Pip thì trước ngày 15 thì giá sẽ là 450.000. Đây màu áo màu xanh. Đó, màu xanh nữa. Mình Dũng cứ review đi, mình rất là đẹp cái, luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã có thể thấy được trọn vẹn cả năm màu áo. Xanh dương, màu đỏ, màu vàng ở phía sau, màu xanh lá cây và đây là màu trắng. Tất cả phối màu đều đã được thể hiện cận cảnh để cả nhà có thể dễ dàng
mừng tượng ra và có thể đặt hàng. Quý khán giả liên hệ với Vlog Ngoài Đường Pit qua số điện thoại 0909 608 754 để đặt hàng. Hết móc rồi. Không, nó còn nó lẫn đâu đấy. Kêu lên cho khán giả. Đó, quá đẹp. Thấy à mà. Dạ. Yeah. Mà bây giờ anh Việt đa năng lắm, bây giờ là còn in được nữa mà. Giờ là tự xử luôn. Rất đẹp. Đó, giờ in được luôn mà, có sẵn máy ở trong này luôn. Bây giờ đội bóng mà cần in, cần ấn như là anh Việt in ấn hết dùng thiết bị. Đây, in nhiệt. Đây là thiết bị đó, đề can dán lên thôi. Đó. Đấy, nếu đề can. Đó. Đây là đề can để in lên trên áo. Cái này không phải là thêu nha cả nhà. Cái thêu logo thì đã thêu sẵn ở trong áo luôn rồi. Còn đây là các cái đề can để mà in chuyển nhiệt thôi. Thì nhập lên xong là cho máy nhiệt hạ xuống là đó là đó, cả nhà có thể thấy các cái logo của nhà tài trợ LB Băng. Chuyên nghiệp, sẵn sàng mọi thứ. Vâng, vừa rồi là phần review trải nghiệm những chiếc áo trên tay của Vlog Ngoài Đường Pit, cũng đã gửi đến cho quý khán giả những cái hình ảnh chân thực nhất về 5 màu áo của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Quý khán giả nào mà quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Dũng qua số điện thoại 0909 608 754 để Dũng tư vấn và order. Ngày 26 tháng 5 Dũng sẽ bắt đầu ship đến cho quý khán giả đã đặt hàng trước đó. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục đi tham quan Học viện Hoàng Anh Gia Lai thêm để xem có gì hay hay không nha. Mời cả nhà. Trận thi đấu cầu lông vẫn chưa có dấu hiệu là hạ nhiệt. Ở đây là Quốc Việt vừa tập xong và vừa tập thể lực xong, bây giờ đi ra xem các anh chơi cầu lông. Vâng ạ, trận đấu vẫn đang diễn ra khá là kịch tính. Đây là đằng sau lưng rồi. Lúc này thì anh Vũ Tiến Thành đang trả lời truyền thông. Cả nhà có thể đón xem trên FPT Play. Thấy nó giao hết cho mây rồi mà. Hay cơm mà nó đi luôn. Đi luôn. Đi. Chú rể. Ăn cơm mày đi. Tôi chưa giờ mà con sống đấy. Đó. 12 giờ đi ăn cơm. Chưa về à? À về cơm hả? Dạ. Về ba thẻ rồi. Hôm qua đụng Hoàng á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.